là một cái ngày lịch sử, mà phải nói rất rõ này, không chỉ lịch sử cho Việt Nam mà lịch sử cho thế giới. Cái đó, đó là đừng bao giờ mình quên nhắc rằng ngày 7 tháng 5 là chiến thắng Điện Biên và mở đầu cho cái sự tiêu diệt của cả cái chế độ thực dân. Cái đó mới là cái mà tôi được cái vinh dự. Sát cánh với bà Trần Tố Nga từ những ngày đầu của vụ kiện, có hai luật sư đã luôn tình nguyện hỗ trợ cho bà Tố Nga và hàng triệu nạn nhân da cam Việt Nam chống lại các công ty hóa chất Mỹ. Thách thức lớn nhất trong phiên tòa sắp tới là bác bỏ quyền miễn trừ mà các doanh nghiệp Mỹ dựa vào và được tòa án Avery chấp nhận. Đó là một sự biện bạch hoàn toàn không có cơ sở. Chúng tôi cần phải đưa ra những luận cứ mạnh mẽ và thuyết phục để tòa phúc thẩm Paris bác bỏ phán quyết vô lý của tòa Avery. Chúng tôi có đủ tài liệu để củng cố lý lẽ của chúng tôi và tin tưởng vào kết quả phiên tòa này. Có nhiều thách thức trong quá trình diễn ra vụ kiện, nhưng thách thức lớn nhất là sự việc đã diễn ra quá lâu, nhưng đến bây giờ mới có thể xét xử trách nhiệm của các công ty hóa chất Mỹ về những hành động mà họ đã thực hiện từ những năm 1960-1970 của thế kỷ trước. Điều này dẫn đến những khó khăn trong việc tập hợp và đưa ra các bằng chứng để chứng minh rằng, ở thời điểm đó, các công ty này đều ý thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng các hóa chất độc hại này. Tuy nhiên, các luật sư cho rằng vẫn có những thuận lợi. Đó là nghị lực phi thường của bà Trần Tố Nga. Bên cạnh đó, còn có sự ủng hộ mạnh mẽ của các nạn nhân chất độc da cam và các hội đoàn ủng hộ họ. Ngay tại cuộc họp báo, nhiều hội đoàn đã bày tỏ sự đoàn kết với bà Trần Tố Nga. Collective Việt Nam Dioxin thông báo sẽ tổ chức cuộc meeting ủng hộ Trần Tố Nga và các nạn nhân chất độc da cam vào ngày 4 tháng 5, tổ chức gây quỹ ủng hộ vụ kiện. Các hoạt động ủng hộ nạn nhân da cam cũng sẽ được tiến hành trong khuôn khổ sự kiện tuần hành chống hóa chất nông nghiệp vào ngày 25 tháng 5 tại Paris. Trong cuộc họp báo được tổ chức hôm 25 tháng 4 tại Paris, bà Trần Tố Nga cùng các luật sư và các hội đoàn ủng hộ cuộc chiến pháp lý của bà đã thông báo sự kiện này trước đông đảo đại diện báo chí quốc tế, trong đó có Pháp và Việt Nam. Tôi xác định quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh, không chỉ mẹ tôi, gia đình tôi, mà cả các đồng chí, đồng đội và đồng bào của tôi đều phải hứng chịu không chỉ một mà nhiều cuộc chiến. Và bây giờ tôi không chỉ đấu tranh chống lại việc sử dụng chất độc da cam, mà cuộc đấu tranh của tôi còn là cơ sở cho các cuộc đấu tranh khác vì môi trường. Bà Trần Tố Nga cho biết luôn có nghị lực để theo đuổi vụ kiện vì tính chính nghĩa. Bà cũng bày tỏ vui mừng vì phiên tòa được mở đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và bà hy vọng sẽ trở thành chiến sĩ Điện Biên 2024 trong phiên tòa lịch sử của cuộc đời mình. Vô tình, nhưng mà tòa án nó đã quyết định xử vào ngày 7 tháng 5. Mà 7 tháng 5 là một cái ngày lịch sử mà phải nói rất rõ.